Chào các bạn, mình là Chiến. Hôm nay tôi sẽ cập nhật cho các bạn các mẹo mới nhất của năm 2023 để giúp cho các bạn thi gấp các hạng giấy phép lái xe, ngày càng học nhanh và dễ hơn trước. Tôi lấy ví dụ như ở các câu hỏi thuộc phần khái niệm. Trước đây thì có cái mẹo đó là nhìn thấy các chữ người lái xe thô sơ khẩu chọn ý 1 hay là dừng đỗ phần làn cơ giới chọn ý 2. Nhưng khi vào phòng thi do áp lực về tâm lý, đôi khi một số các bạn học viên còn bị quên, bị nhầm lẫn. Điều này sẽ không còn xảy ra nữa, bởi vì xem xong video này các bạn sẽ biết được cái mẹo mới của Chiến. Đảm bảo các bạn sẽ thấy nó cực kỳ đơn giản, dù bạn có chậm hiểu, chậm nhớ tới đâu thì vẫn có thể dễ dàng tìm được ngay đáp án đúng. Vậy cái mẹo mới ở đây là gì? À, đó là với câu hỏi khái niệm thì cứ nhìn thấy đáp án nào nó dài, nó nhiều chữ nhất, các bạn chọn ngay cho tôi đáp án đó làm đáp án đúng. Ví dụ áp dụng lên câu hỏi này luôn. Khái niệm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được hiểu như thế nào là đúng? À, đây là câu hỏi khái niệm. Thì chắc chắn đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án nào nó dài, nó nhiều chữ nhất nhá. Rồi, ở đây quan sát sơ qua. À, đáp án số 1 nó có 3 dòng, đáp án số 2 nó tận 4 dòng, nó nhiều chữ hơn. Vậy thì chắc chắn đáp án số 2 là đáp án đúng rồi. Các bạn thấy đơn giản không ạ? Hay tôi lấy cho các bạn một cái ví dụ nữa. Như ở câu hỏi này, khái niệm phương tiện giao thông thô sơ đường bộ được hiểu như thế nào là đúng? Ở đây nó có 3 đáp án, nó viết đều tương tự như nhau. Khi các bạn học bình thường, nó rất dễ gây nhầm lẫn. Nhưng áp dụng cái mẹo Chiến vừa mới chỉ, thì câu hỏi khái niệm thì cứ đáp án nào dài, nhiều chữ nhất, chọn ngay cho tôi. Ok, nhìn lướt sơ qua các bạn chọn được đáp án nào ạ? À, đáp án số 1 nó dài, nó nhiều chữ nhất thì gõ ngay đáp án số 1 cho tôi. Biết áp dụng mẹo thì tìm đáp án nó rất đơn giản nhé. Có nhiều bạn bình luận rằng tại sao là giáo viên không đi chỉ cho học viên hiểu mà tối ngày đi nghiên cứu chỉ mẹo. Thì tôi xin chia sẻ với các bạn rằng đó là do thương các học viên thôi. Để có được một cái mẹo đưa ra cho các bạn học thì tôi cũng phải đau đầu nghiên cứu, đọc suy ngẫm từng câu từng chữ một. Từ đó mới suy ra được cách giải, chứ không phải tự dưng nó có. Còn giống như bình thường, dạy ở trên trường. Phương tiện giao thông thô sơ là các loại xe ở đáp án số 1 đó. Các học viên nhớ nhé. Ai nhớ được thì nhớ, không nhớ được thì thôi. Mình cũng chẳng mất mát cái gì hết. Dạy như thế thì cũng chẳng có gì là sai cả. Nhưng với cái lương tâm của mình, thấy các bạn thi trượt vừa tốn thời gian vừa mất tiền nữa. Tôi không nỡ. Nghề của mình thì mình biết hơn các bạn. Thôi thì giúp đỡ được ai thì giúp. Bạn nào hiểu thì tôi cảm ơn. Còn bạn nào không hiểu, các bạn trách móc thì thôi cũng đành chấp nhận. Ok, chia sẻ vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo. Trong các khái niệm dưới đây, khái niệm giải phân cách được hiểu như thế nào là đúng? À, đây là một câu hỏi cũng thuộc phần khái niệm. Thì các bạn biết đáp án đúng ở đây là gì chưa ạ? Cứ nhìn sơ qua, đáp án nào nó dài, nó nhiều chữ nhất, chọn ngay cho tôi nhé. Với cách này các bạn chỉ cần mất 5 đến 10 giây nhìn lướt sơ qua. À, đáp án số 3 nó dài, nhiều chữ nhất thì gõ đáp án số 3 ngay cho tôi thôi. Không cần phải đi đọc đi phân tích nhớ cái này nhớ cái kia làm gì cho đau đầu mệt mỏi. Các bạn đọc càng nhiều thì đầu óc của chúng ta càng dễ bị loạn. Còn bạn nào muốn học hiểu, muốn phân tích thì cái khái niệm của giải phân cách nó sẽ là một bộ phận của đường để chia phần mặt đường thành hai chiều sẽ chạy riêng biệt. Đây, thực tế thì nó sẽ là cái dãy bê tông mà các bạn hay thấy ở giữa con đường, giống như ở đây nhé. Ok, các bạn nắm được chưa ạ? Rồi, chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Khái niệm người điều khiển giao thông được hiểu như thế nào là đúng? À, câu hỏi này vẫn là câu hỏi thuộc phần khái niệm. Thì các bạn chỉ cần nhìn đáp án nào sai nhiều chữ nhất là chọn ngay cho Chiến rồi nhé. Đáp án nào ạ? Đáp án số 2 nó dài nhất. Trong 3 đáp án này, gõ ngay cho tôi đáp án số 2 nha các bạn. Bạn nào muốn hiểu thì khái niệm người điều khiển giao thông là cảnh sát giao thông nhé. Đối với câu hỏi này, nên dùng từ chính xác hơn, đó là khái niệm người điều tiết giao thông. Thì nó sẽ hợp lý hơn và học viên sẽ không bị nhầm lẫn vào cái đáp án số 1, đó là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo. Khái niệm khổ giới hạn đường bộ được hiểu như thế nào là đúng? À, cứ hỏi về khái niệm thì cứ đáp án nào dài, nhiều chữ nhất, gõ ngay cho Chiến mà thôi. Đáp án nào ạ? Lướt sơ qua, đáp án số 1, nhiều chữ nhất, gõ ngay đáp án số 1 cho tôi. Còn bạn nào muốn đọc hiểu, muốn đi phân tích thì cái đáp án đúng của nó cũng vẫn sẽ là đáp án số 1 mà thôi. Bởi vì khái niệm khổ giới hạn đường bộ đó là cái kích thước giới hạn về chiều cao và chiều rộng của đường, cầu, bến phà, đường bộ nhé. Nó nằm trong đáp án số 1 nha các bạn.
Còn như ở đáp án số 2, nó chỉ đề cập tới giới hạn về chiều rộng thôi, không có chiều cao là sai. Đáp án số 3, ngược lại, chỉ đề cập tới chiều cao thôi, không có chiều rộng cũng sai luôn. Các bạn thấy chưa ạ? Đi đọc, đi phân tích cũng vẫn sẽ là đáp án số 1 mà thôi. Tội gì phải khổ, sao không áp dụng mẹo cho dễ? Học số trong câu hỏi nó không khó, quan trọng các bạn biết được cái phương pháp để học hay không mà thôi. Những bạn nào không có thời gian học cần mua cái bộ mẹo giải nhanh cập nhật mới nhất của năm 2023 này để ôn thi cấp tốc, đối phó vượt qua đỡ kỳ thi trước mắt, thì cứ liên hệ với Chiến theo số điện thoại hay là qua số Zalo ở trên màn hình. Trong này thì tôi có cập nhật cho các bạn các mẹo mới nhất về 600 câu hỏi và phần mô phỏng. Như cái mẹo hôm nay mà tôi đang chỉ cho các bạn ở đây, nó sẽ nằm ở cái mục số 4 nha các bạn. Đây, tôi có ghi kỹ càng chi tiết cho các bạn nhé. Đó là những câu hỏi về phần khái niệm. Theo cách học mới thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi đáp án nào nó dài, nhiều chữ nhất mà thôi. Trừ câu hỏi về khái niệm đỗ xe thì các bạn chọn ý số 2 và khái niệm người lái xe chọn ý số 1. Ngoài hai câu ngoại lệ này, tất cả các câu còn lại thì cứ đáp án nào nó dài, nhiều chữ nhất chọn ngay cho tôi mà thôi. Cách học mới, cách học cũ đều có ở trong này hết, đầy đủ chi tiết cho các bạn. Các bạn thấy phương pháp nào dễ nhớ, dễ áp dụng hơn thì cứ vận dụng. Còn những bạn nào sát đến ngày thi rồi, không còn thời gian để học nữa, cần dạy kèm trực tiếp lý thuyết và mô phỏng để đối phó vượt qua đỡ kỳ thi trước mắt, thì các bạn hãy liên hệ với Chiến theo số điện thoại hay là số Zalo ở trên màn hình. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi thực hành các câu hỏi tiếp theo. Như ở câu hỏi này, trong các khái niệm dưới đây, khái niệm dừng xe được hiểu như thế nào là đúng? Rồi, đây là một câu hỏi về phần khái niệm thì không cần phải đi đọc, đi phân tích làm gì cho mệt nhé các bạn. Chỉ cần các bạn thấy đáp án nào dài, nhiều chữ nhất, chọn ngay cho tôi thôi. Đáp án nào ạ? Nhìn lướt sơ qua, 10 giây thôi, chắc chắn các bạn sẽ chọn đáp án số 2 rồi. Bởi vì nó dài, nó nhiều chữ nhất. Còn bạn nào muốn học hiểu, muốn đi phân tích, thì cái khái niệm về dừng xe, đó là cái trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện trong một khoảng thời gian cần thiết nhé. Chúng ta có đi đọc, đi phân tích thì cái cụm từ này nó cũng sẽ chỉ xuất hiện duy nhất ở đáp án số 2 mà thôi. Rồi, chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Đường bộ trong khu đông dân cư gồm những đoạn đường nào? À, hỏi về khái niệm của đường bộ trong khu đông dân cư thì cứ đáp án nào nó dài, nhiều chữ, liệt kê đầy đủ, chi tiết nhất, các bạn chọn ngay cho tôi thôi. Đáp án nào ạ? Đáp án số 2 nha các bạn, dài nhất, chọn ngay cho tôi thôi. Còn bạn nào muốn biết thêm về cái khái niệm đoạn đường khu đông dân cư thì đó là đoạn đường nội thành phố, nội thị xã, nội thị trấn và là đoạn đường được xác định bằng biển báo khu đông dân cư. Đây, khi đi trên đường các bạn hãy thấy cái biển này nhé. Tiếp tục, hay như ở câu hỏi này, khái niệm làn đường là gì? À, cứ đáp án nào nó viết đầy đủ, viết chi tiết, dài, nhiều chữ nhất, các bạn chọn ngay cho tôi thôi. Đáp án nào ạ? Đáp án số 2 nha các bạn. Học hiểu thì về cái bản chất làn đường, nó sẽ là một phần của đường xe chạy, được chia theo chiều dọc của đường, có đủ bề rộng cho xe chạy an toàn nhé. Vẫn là đáp án số 2 mà thôi. Tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo nha các bạn. Hàng siêu trường siêu trọng được hiểu như thế nào là đúng? À, khái niệm về hàng siêu trường siêu trọng thì đáp án nào dài nhiều chữ nhất? Các bạn chọn ngay cho tôi thôi. Đáp án nào ạ? Đáp án số 3 nha các bạn. Về bản chất, hàng siêu trường siêu trọng là hàng có kích thước và trọng lượng vượt quá giới hạn quy định và không thể tháo rời nhé. Các bạn muốn học hiểu thì các bạn ghi nhớ cho tôi, hàng siêu trường siêu trọng là không thể tháo rời. Đáp án nào trước cụm từ này? Đáp án đó là đáp án đúng. Và nó cũng sẽ nằm ở đáp án số 3, đáp án dài, nhiều chữ nhất mà thôi. Ngoài ra ở phần này sẽ có một số các câu hỏi ngoại lệ không áp dụng, nhưng thực tế nó toàn những câu dễ thôi. Đây, chỉ cần các bạn đọc sơ lên các bạn cũng có thể biết được ngay đáp án đúng rồi. Như ở đây, nội dung của câu hỏi này đó là người lái xe được hiểu như thế nào trong các khái niệm dưới đây? Thì người lái xe đương nhiên nó sẽ là người điều khiển xe cơ giới mà thôi. Còn người điều khiển xe thô sơ, ví dụ như xe xích lô này, hay là người điều khiển xe xúc vật kéo thì người ta sẽ không gọi là người lái xe nhé. Câu hỏi này đọc lên chắc bạn nào cũng tìm được đáp án số 1 là đáp án đúng rồi. Hay như ở câu hỏi này, thân của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại là gì? À, nơi mà các xe đi qua đi lại, gọi chung nó là cái phần đường xe chạy mà thôi. Ngoài ra chúng ta sẽ còn một câu hỏi ngoại lệ nữa, đó là khái niệm đỗ xe được hiểu như thế nào là đúng. Về bản chất câu hỏi này cũng đơn giản thôi, liên tưởng tới ngay thực tế thôi. Đỗ xe đó là cái trạng thái đứng yên của phương tiện, không giới hạn về thời gian. Các bạn muốn đỗ xe 1 ngày, 2 ngày, 10 ngày cũng được. Cho nên hỏi về đỗ xe là chọn đáp án không giới hạn về thời gian.
đáp án số 2 nha các bạn. Còn đáp án số 1 là trạng thái đứng yên có giới hạn về thời gian. Đó là khái niệm về dừng xe nên chúng ta loại đáp án số 1 nhé. Những câu hỏi này thì các bạn không áp dụng mẹo chúng ta vẫn có thể giải được. Nhưng khi các bạn gặp những câu hỏi mà nó dài, nó nhiều chữ như thế này, để đi đọc, đi phân tích thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Thậm chí các bạn rất dễ bị loạn, bị nhầm lẫn giữa các đáp án. Vậy nên gặp các câu hỏi mà nó dài, nó nhiều chữ như thế này thì các bạn chỉ cần nhớ cho tôi một cái nguyên lý thôi. Các đáp án mà nó viết giống nhau thì đáp án nào nó viết dài, liệt kê đầy đủ chi tiết, nhiều chữ nhất là chọn ngay cho tôi đáp án đó làm đáp án đúng. Rồi, áp dụng cho câu hỏi này luôn. Xe ô tô kéo xe khác như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Các bạn thấy này, những chữ đầu của cả ba đáp án nó đều viết giống nhau. Được kéo theo một xe, được kéo theo một xe, được kéo theo một xe. Vậy thì đáp án nào nó viết dài, đầy đủ chi tiết hơn? Chọn ngay cho tôi thôi. Đáp án nào ạ? Đáp án số 1 dài nhất là chọn ngay đáp án số 1 cho tôi nhé. Còn mà nào muốn đi đọc, muốn đi phân tích thì các bạn phải nhớ cho tôi cái mấu chốt của xe kéo xe là phải dùng thanh nối cứng nha các bạn. Cụm từ thanh nối cứng ở đáp án nào, đáp án đó sẽ là đáp án đúng. Đương nhiên cụm từ này nó cũng sẽ nằm ở đáp án số 1 chung với các đáp án giống như chúng ta vừa áp dụng mẹo ngay từ đầu. Đây, tôi lấy cho các bạn một cái ví dụ nữa nhé. Khi điều khiển xe chạy trên đường, người lái xe phải mang theo các loại giấy tờ gì? À, các bạn thấy này, cả ba đáp án nó đều liệt kê tới rất nhiều các loại giấy. Thì như tôi đã nói rồi, đáp án nào mà nó liệt kê viết về các loại giấy, nó chi tiết hơn, nó đầy đủ hơn, dài, nhiều chữ hơn là chọn ngay cho tôi thôi. Đáp án nào ạ? Đương nhiên sẽ là đáp án số 3, viết nhiều giấy hơn, các giấy đầy đủ hơn, chọn ngay cho tôi thôi. Đây, tôi sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ nữa nhé. Người lái xe khách, xe buýt cần thực hiện nhiệm vụ gì dưới đây? Đáp án số 1 luôn có ý thức, đáp án số 2 cũng luôn có ý thức. À, vậy thì đáp án nào mà luôn có ý thức, liệt kê đầy đủ chi tiết hơn thì chọn ngay cho tôi đáp án đó. Rồi, đáp án số 1 nó dài, liệt kê đầy đủ hơn, chi tiết hơn, chọn ngay cho tôi đáp án số 1. Về các đáp án bắt đầu bằng những chữ giống nhau thì trước đây tôi cũng có chỉ cho các bạn một cái mẹo khác, đó là thấy tất cả mọi đáp án đều bắt đầu bằng các chữ yêu cầu kiểm tra quan sát thì cứ chọn ngay cho tôi đáp án dài nhất nhé. Đây, tôi lấy ví dụ như ở câu hỏi này thì chúng ta cũng chưa cần phải vội đi đọc, đi phân tích làm gì cho mệt, bởi vì chúng ta nhìn lướt sơ qua, à, thấy đáp án số 1 bắt đầu bằng chữ quan sát, đáp án số 2 cũng bắt đầu bằng chữ quan sát. Áp dụng cái khẩu quyết tôi đã chỉ cho các bạn lúc nãy rồi, cả hai đều bắt đầu bằng chữ quan sát thì đáp án số 1 nó dài, nó nhiều chữ hơn thì đương nhiên đáp án số 1 100% nó sẽ là đáp án đúng nha. Các bạn gõ ngay cho tôi đáp án số 1 nha các bạn. Ok chứ các bạn, chỉ cần nhớ đơn giản trong đầu mình thôi, ba chữ yêu cầu kiểm tra quan sát, chọn ngay ý dài nhất nha. Còn bạn nào muốn hiểu thì bây giờ tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy, chúng ta có đi đọc, đi phân tích thì đáp án đúng của nó cũng vẫn sẽ là đáp án số 1 mà thôi. Ok chưa ạ? Rồi, nội dung câu hỏi này đó là khi điều khiển xe ô tô ra khỏi đường cao tốc, người lái xe cần thực hiện như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông? À, các bạn thấy đáp án số 2 này, quan sát phía trước để tìm biển chỉ dẫn lối ra đường cao tốc. Trường hợp vượt quá lối ra đường cao tốc thì phát tín hiệu di chuyển sang làn đường giảm tốc và lùi xe quay trở lại. À, cái hành động mà các bạn đã vượt quá lối ra mà các bạn lùi xe để quay lại cái lối ra là cực kỳ nguy hiểm, không được phép. Nên đáp án số 2 nó sai nha các bạn. Các bạn thấy chưa ạ? Dù chúng ta có đi đọc, đi phân tích, đáp án đúng cũng vẫn sẽ là đáp án số 1 mà thôi. Nên các bạn cứ áp những cái mẹo để chúng ta học cho nhanh. Rồi, chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Rồi, như ở câu hỏi này, à, ở đây các bạn thấy cả ba đáp án đều bắt đầu bằng chữ yêu cầu. Tôi đã nói với các bạn rồi, chỉ cần thấy cái dấu hiệu này thì đáp án nào nó dài, nhiều chữ nhất các bạn chọn ngay cho tôi thôi. Vậy thì câu hỏi này đáp án đúng của nó sẽ là đáp án số 1 nhá. Ok chứ các bạn? Rồi, đến với câu hỏi tiếp theo. À, câu hỏi này các bạn thấy đáp án số 1 là chữ quan sát, đáp án số 2 cũng xuất hiện chữ quan sát ở đầu tiên. Vậy thì đáp án số 1 nó dài, nó nhiều chữ hơn. 100% đáp án số 1 là đáp án đúng nha. Có ngay cho tôi đáp án số 1 mà thôi. Các bạn thấy nó dễ không ạ? Rồi, chuyển qua câu hỏi tiếp theo. À, câu hỏi này cho các bạn 10 giây, các bạn chọn được đáp án nào chưa ạ?
Đương nhiên đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án số 1 nhé. Bởi vì cả hai đáp án số 1 và số 2 nó đều bắt đầu bằng chữ quan sát. Thì đáp án số 1 nó dài, nó nhiều chữ hơn. Thì các bạn chọn ngay cho tôi đáp án số 1 mà thôi. Các bạn cứ nhớ trong đầu mình ba chữ yêu cầu kiểm tra quan sát là chọn ngay ý dài nhất. Thì chúng ta sẽ giải được rất nhiều các câu hỏi nhé. Ví dụ như ở câu hỏi này, cả ba đáp án đều bắt đầu bằng chữ quan sát. Thì đáp án số 1 nó dài, nó nhiều chữ nhất. Thì các bạn gõ ngay cho tôi đáp án số 1 nhé. Rồi, tiếp tục một câu hỏi nữa nha các bạn. Như ở câu hỏi này, cả ba đáp án đều bắt đầu bằng chữ quan sát. Các bạn chọn được đáp án nào chưa ạ? Đương nhiên sẽ là đáp án số 2. Bởi vì đáp án số 2 nó dài, nó nhiều chữ hơn. Chúng ta gõ ngay cho tôi thôi. Với cách học này, các bạn sẽ áp dụng được rất nhiều các câu hỏi. Ở đây tôi chỉ lấy cho các bạn một vài ví dụ để các bạn nắm được cái phương pháp thôi nhé. Còn bây giờ thì chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở những video lần sau.